xin lỗi mọi người, hôm nay em không hiểu sao stylist của em cho mặc bộ đồ hơi màu lính một tí mà. Thôi, trời tưởng tượng là em đang đi bắt kích. Thôi thực ra em hôm nay em cosplay lính nữa, nhưng mà ai mà vì ai mà có tội em cũng vẫn bắt đấy ạ. Nhưng ví dụ chị Sam. Chị Sam thì biết chị tội gì không ạ? Chị tội gì? Chị đánh cắp trái tim em. Anh ơi năm 2020. Oh. Và sự xuất hiện đầu tiên là người mẫu Vân Ivy trong một trang phục rất lịch lãm ạ. Thể hiện sự nam tính và mạnh mẽ. Trời ơi, thua rồi đấy. Vậy? Bây giờ là tiếp Nam Anh đẹp, nhầu hơn xíu anh. Anh ơi, hip hop đi anh. Vô. Ủa, thứ ba đây. Sự xuất hiện của Đạt Chi. Giống với bồ đồ. Wow. Robot. Mình quay 10 vòng đi. 10 vòng đi, đúng rồi. Trời, 10 vòng, trời ơi. Quá chịu chơi. Mà đừng có quay ít vòng quá. Xin mời thử thách của các bạn. Nào, hai bé voi xin mời vào vị trí ạ. 10 vòng nha. Nhìn xuống đất, nhìn xuống 5, đất. 5, 4, 3, 2, 1, quay. Một vòng, nhanh lên ạ. 2, 3, 4, nhanh lên ạ. Quân ơi, 5, 6, nhanh lên Quân ơi, Quân ơi. Em bấm đi, bấm đi. Quân ơi. To miệng đi. Khổ quá. Không. Đón xem tập 2 sàn đấu cả từng mùa năm được phát sóng vào lúc 20:25 thứ sáu ngày 31/7 trên kênh HTV7.